mong sợ thân tay cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam vi sang thả năng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt thằng Sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng kính xin quy y Phật. Thâm mạng Sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang Sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dầm mi bụt thằng Sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm mi tâm mạng xa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm mi sang khang xa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm mi bút thằng xa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dầm mi thâm mạng xa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti dầm mi sang khang xa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tì sa ra nắp cái hạt năng nịch thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê dạ xin vâng. Bà na thi ba ta về là mạnh đi thì khó bất năng tham mạn giam đi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về là mạnh đi thì khó bất năng tham mạn giam đi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tròn tóc cà mê su mê cha cha ra về làm anh đi sẽ khó bất năng tham ăn giảm đi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa đa về làm anh đi sẽ khó bất năng tham ăn giảm đi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me ra yam ma cha pa ma đa tha na về ra mặt đi sẽ khó bất năng tham mạn giảm đi còn xin bao nhiêu điều học là quỷ cảnh xa si dễ vũ rượu và các chất sai. Bà na ti bà ta về ra ma ni sức khả bá đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là quỷ cảnh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha ba ma đắc tha na quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sadukam tattva appamadena nicca kalam samarakkhitappam
Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải năng quan như hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Si lê na su ga tinh yon ti, si lê na phu ca sâm bác đàn, si lê na nê phu tinh yon ti ta sư mạng, si la ngụy sô tha dê. Các chúng sanh lê sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải năng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành thai, út ta mạng ghê na hoành đề hàng bà đa bằng xâm. Quá rút ta mạng bút thị vô khá lý tổ đồ sô bút thô, khá ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ua mang ghê na hoành đề hàng tâm mạnh cha đu quy thẳng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đồ sô thâm mô khá ma tu tặng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cuối đầu làm hay bảo là phạm pháp hành, bởi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoành đề hàng sang khanh cha đu vi đốt ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cuối đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng, tội lỗi mà con đã vui phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Yom Banathamma Nuthamma Paribhano Viharati Sāmi Chipanibhano Anuthamma Chari So Tathāgatam Sakkaro Dikaru Garo Dimane Tipuche Tiparamaya Pucha Yabatibat Tipucha Ya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sa Phật Ba Ba Sa Ca Ra Năng Cô Sa La Sa U Ba Sam Ba Da Sa Chit Ta Pa Ri Yô Ra Ba Năng E Tăng Bu Tha Hai Na Sa Sa Năng. Không làm điều ác, thành tựu hành lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Khân Ti Pa Ra Măng Ta Po Thị Tích Kha Ni Ba Năng Pa Ra Măng Qua Đanh Thị Bu Tha Ni Hi Bọc Bạch Tô Bà Ru Bà Kha Ti Sa Mật Lô Hô Ti Bà Răng Quy Hê Thái Danh Tô. Nhẫn này pháp thiêu quỷ tối thượng không gì bằng Niết Bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu Bà Hoa Đô Anu Bà Kha Tô Bà Thí Mô Kê Chạch Sân Quả Rô Mát Tăng Như Ta Chà Phạt Tà Sư Mên Băn Tăng Chách Sạch Hiện A Sát Năng Thị Chịt Tê cha a yo vô e tam bu ta hai na sa sát năng. Xuất gia không hiền hậu, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích chủ xứ an tịnh, chuyên chủ hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Chi lợi sập ma thì bụt na năng khăn tê bạc tha nạc ca năng sắp bê bụt tu tả lạc thăm ma khăn tê gia dê vạ vạ thanh tí tê kê vạ la năm tí pa ba năng khăn tê mu lăng nị căn ta tí ca ra hạ ta hạ tha đi năng mu lăng khăn tí khăn tí cô. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lần, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân,
mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanti thi ra sật sật lăng ca rô khanti tập bô tập phát xỉ nô khanti tập lăng vật gia ti năng khanti khi ta sụ kha quá ham. Là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Khanti cô mê tạo qua la phi gia sĩ si su khá si lộ qua bì vô đê quá mê lê ca năng mà vô hô thì khanti cô. Người hạnh tu nhẫn nại là người có vạn lành được phúc lộc uy danh thường tự thành an lạc. Atano vệ sanh cha athao và hu và khanh thiết vô sập cầu một măng mất gân ở rôn hô rô thị khanh thiết vô sập thủ nô và chạp nô đa năng. Cả rô thị dê và khanh thiết vô và lạc mạ dạc vô cha dạc chỉ năng vô chê. Thì khanh tiết ôm ra người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên đều thương mấy hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mạng kiếp sanh thiên giới chống đóng quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ôn di giáo, là người đã cúng dường đức Phật cách cao thượng. Sít nhã chân đạt ca tha sít tham man tu sít tham man tu sít tham man tu đăng phá lăng. Ê ta sĩ minh rất ta nạ tự giá sĩ minh xong bát sai lần là chê. Ta xô cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai chuyên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh, văn kinh chí cú sa la cam mang cách tắc băng. Kỳ rì dàng mã mã ca dê na hoa cha. Mã na sa tí đa sê su gà tăng ca tăng. Dê sắp ta san nhi nô ác tí dê. Cha sắp ta a san nhi nô ca tăng bù nhá phá lăng mây hàng. Sắp bê phá ghi phá hoàn tu tê. Dê tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng. Bù nhá phá lăng mây dạ dê. Cha tát tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni huệ đa dùm sập bề lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta ra hê tu ca ma nôn nhăn phụ cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là. Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu, mặt ngay có người làm phước được rải. Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước bảo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đăng quá ta mê buôn nhang a sa quá khá gia quá hằng hồ tốt. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là muốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Thí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và tất cả phước báo này con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Kính mong quý vị tùy hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu Phật ngôn 304. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Tết Thành Hấp Tây Giác Sốc Quân Đà Mỹ Bức Thù Mát Hê Sì Ả Răng Tất Thà Gá Tù Lô Cô Tắp Mô Tắp Vá Gá Rù Hí Chệt Thác Cô Lô Cá Sát Sát Thà Chá Ná Đầm Mát Phù Quý Đồ Quân Đà Mát Hành Tầng Ná Rá Phù Chá Nì Giác Tầng Như Lai Giấc Ngủ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Căng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tử Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con Xin Đảnh Lễ Phật Ân Đảng Cho Thiên Chung Nhân Dân Cũng Dược Thầm Mô Bát Đi Bồ Quý Giá Tá Sá Sáp Thú Nô Lô Cà Nó Mạnh Thát Sá Vĩ Nà Cá Rù Cô Sáp Bành Nhu Bút Thóc Bát Tị Phù Thí Sành Nhá Tù Hoành Đà Má Hành Tần Ná Ra Phù Cha này giác tầm pháp bảo với nhân vạn như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lòng đặc dũng sinh đầy nhận phật tổ quang minh rõ ràng con xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh khô quý số thô su gat ta sa sa quá khô sa su ca mô quá ra khom bát xít ca khô nin đa bát sanh sa di a na đa ru quá ru quan đa ma hành tăng na ra phù cha này gia cần tăng bảo thinh văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cung dược. Na tà na tê ya tê chê na sít kha mê e tu wa tha năng ta sa pi a nu pa we na sa ha sa ye na sít chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bụt Thầy Gia Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Ồ, hai chị em sinh đôi Sít Nhật Quỳnh với lại Sít Hồng Nhật hôm nay bỏ của chạy lấy người rồi ha. Làm sao vậy? Không biết giận hờn cái gì đây, không biết nữa. Rồi thôi bây giờ nhờ Sít Như Quang ha, Quang Hỷ ha. Alo, nghe rõ luôn hả? Thì nó nói phải nghe, chứ ai nói không chịu nghe thì như vậy người ta nói khi dễ ha. Rồi, sa thủ, câu Phật ngôn 304. Đu re san tô bác ca sen tí. Đu re san tô bác ca sen tí. Alo, đạo hữu Thao Thảo 721980 này, không biết nam hay nữ để mà xưng hô đây. Đạo hữu có thể cho biết giới tính, nếu nữ thì gọi là sít, mà nam thì gọi là huynh. Alo, mà có phải tên Thảo hay tên Thao gì đây? Khi mà chúng ta trong sự giao tiếp mà đọc cặt tên người ta, thì đó là một cái sự không tốt ha. Đại hữu có thể quan hệ cho biết giới tính để rồi xưng hô cho nó thân mật một tí, đúng pháp. Thảo à, nhưng mà nam hay là nữ? Alo, để cho biết để xưng hô nhé. Chứ nó không khống khống như vậy là nghe cũng kỳ quá. Thời tiết giao mùa nóng quá. Rồi mới mưa lất phất cho nên thấy nó hơi bị ảnh hưởng, quý vị thông cảm ha. Ồ, như vậy gọi là Sít Thảo ha.
Rồi, sao thú ship này đến với đạo tràng của chúng ta mấy hôm nay. Đây cũng là một sự quan hỷ. Cố lên, bảo đảm trước sau gì trong cái cách đọc Pali thì chú ý là đọc được, không có khó khăn đâu. Bây giờ trở lại câu đầu tiên. Dure santo bhakka senti. Dure santo bhakka senti. Cái câu đầu tiên này chúng ta thấy có ba từ. Dure là một, santo là hai, bhakka senti là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ dure do cái từ dura. Chữ dura ở đây nó là một tỉnh từ, nhưng mà chữ dura này được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là cách chia thứ bảy, Satami Vipatti Ekavacana. Cho nên chữ dura biến thành dure. Dure tức là ở nơi xa xôi, ở nơi xa xôi. Rồi chưa, dure là ở nơi xa xôi. Rồi bây giờ cái từ thứ hai, santo. Santo do cái từ santa, nó là một một cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha. Nhưng mà chữ santa ở đây nó được chia theo chủ cách, được chia theo chủ cách, cho nên chữ santa biến thành santo qua cái cách là bạch tham mà để câu quan trọng nào bị phát tí. Santo là những người tốt, những người có đức hạnh. Người nào tốt gọi là santo. Người tốt, người có đức hạnh. Santo, những người tốt, những người có đức hạnh nha. Sa thú. Rồi cái động từ bhakka senti. Bhakka senti, chúng ta thấy ở đây nó là một động từ số nhiều, và tiếp đồng ngữ nó là chữ bá. Bá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh mà thôi ha. Và ka senti do cái căn ngữ cát, có nghĩa là tỏa sáng. Tỏa sáng. Ở đây bhakka senti là một động từ số nhiều. Động từ này có nghĩa là tỏa sáng, chói sáng, hay là nói theo cái từ thông thường là đổ hào quang ha. Rồi, như vậy thì cái câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Dure santo bhakka senti. Dù ở nơi xa xôi, những người tốt vẫn tỏa sáng. Dù ở nơi xa xôi, những người có đức hạnh vẫn tỏa sáng. Sa thú xin nhiều quá. Như vậy là xong câu 1 ha. Dure santo bhakka senti. Bây giờ chúng ta đến câu số 2. Đâu rồi, bài học đâu rồi? Câu số 2. Hi ma wan to wa bok ba to. Hi na wan to wa bok ba to. Câu số 2 chúng ta có hai từ ha. Hi na wan to wa và bắp bạc tô. Chữ hi na quan tô quá
chi hi hay là chi hi. Chữ hi hay là chữ hí này mà cô Himalaya, Himalaya. À như vậy thì coi lại bài học ha, quý vị thông cảm. Chữ hí chứ không phải chữ hi ha. Himawanto wabak bako, Himawanto wabak bato. À, chúng ta hay nói Hy Mã Lạp Sơn ha. Hy Mã Lạp Sơn đó là tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Pali là Himalaya. À vậy thì chữ Himawanto do cái từ Hima cộng với Quan Tú. À, đây là một cái trường hợp mà nó đứng làm chủ cách, đứng làm chủ cách. À, tức là bạch tham ma e câu quan chân nào vị phát tí hi ma quan tô, tức là cái núi Hy Mã Lạp Sơn ha. Hi ma quan tô là núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà có chữ tô quá, tô quá, tức là chữ quan tô đó thì có chữ y quá nữa, y quá nó dính liền và nó biến mất đi chữ ý. Đây là một bất biến từ, nói lên sự so sánh. Như là chữ y quá này có nghĩa là như, như là, hay là tự như, tự như Hy Mã Lạp Sơn ha, tự như Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà Hy Mã Lạp Sơn là cái gì? Cái sao nó sẽ giải quyết cái từ Himawanto quá, tức là chữ bóc bạc tô ha, bóc bạc tô, bóc bạc tô do cái từ bóc bá tá. Bóc bá tá là một danh từ nam tính, á kren tá phung linh gá. Bóc bạc tá ở đây được chia theo chủ các số ít bạch tham án e ca quá chá na vi phát tí. Cho nên bóc ba ta biến thành bắc ba tô. Bắc ba tô là ngọn núi, bắc ba tô là ngọn núi. Vậy thì ở đây Himawanto wa bắc ba tô, Himawanto wa bắc ba tô, tự như ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, tự như ngọn núi Hy Mã. Tự như ngọn núi Hy Mã Lạp đi ha, bởi vì chữ bắc và tá là sơn rồi. Rồi, đó là ý nghĩa câu 2. Bây giờ qua câu 3. Câu 3 nó làm sao? Câu 3. Asante thana disanti, Asante thana disanti, Asante thana disanti. Câu này chúng ta thấy có 3 từ nha. Asante tha là 1, na là 2 và disanti là 3 ha. Rồi, mến chào Minh Quang vừa đến với Pháp Hội. Mến chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Câu số 3. Asantitha. Asantitha thì ở đây chúng ta thấy hai từ đi chung với nhau. Asanto là 1, cộng với Itha là 2. Mà chữ Asanto chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ A ở phía trước. Á này có nghĩa là không ha. Rồi san tô, san tô do cái từ san tá có nghĩa là ở đây nó nằm trong cái thể mà hiện tại phân từ ha, là tốt thật. Cái chữ san tô này, chữ san tá này có nghĩa là tốt, là thật.
Rồi thêm chữ Etha phía sau nữa. Etha ở đây nó là một cạn từ. Ở tại nơi đây, Etha là ở tại nơi đây. Như vậy thì Asanto, Asantetha, Asantetha là những người xấu, những người ác. Ở đây, ở tại nơi đây, những người xấu, những người ác, tức là cái từ Asantetha. Rồi, chữ thứ hai, na. Na có nghĩa là không, ha. Na là không. Rồi, disanti. Disanti. Động từ số nhiều này. Do cái căn ngữ dis. Có nghĩa là được nhìn thấy, được nhìn thấy. Như vậy thì câu số 3, Asante Thanadisanti, Asante Thanadisanti, những người xấu ở tại nơi đây không được nhìn thấy. Những người xấu ở tại nơi đây không được nhìn thấy. Đó là ý nghĩa câu số 3 ha. Còn câu số 4 nữa là xong. Câu số 4, rắc tinh khít tài gia thà xa ra. Rắc tinh khít thai gia thà xa ra. Rắc tinh khít thai gia thà xa ra. Câu số 4 có 4 từ. Rắc tinh là 1, khít ta là 2, gia thà là 3, xa ra là 4. Chữ rắc tinh do cái từ rắc tí. Đó là một danh từ trung tính. Akaran a ikaran tanapum sakalinga ha. Và chữ rắc tinh này, chữ rắc tinh này, nó là một trạng từ. Ý nghĩa của nó là ban đêm. Nó được chia theo đối cách đu tỳ giao pháp tí e có quá trình á. Rắc tí biến thành rắc tinh. Rắc tinh là vào ban đêm. Rồi, chữ thứ hai là khít ta. Khít ta. Khít ta, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Và nó đứng làm chủ cách số nhiều. Tức là bạch tham má bahu quá trình áo quỷ pháp tí. Khít ta có nghĩa là những mũi tên đã được bắn ra. Những mũi tên đã được bắn ra. Chữ khít ta này có nghĩa là bắn ra. Bắn ra. Nhưng mà bắn ra nhiều cái bắn ra. Thì ở đây ám chỉ cái từ sau cùng đó, tức là từ xa ra. Xa ra do cái từ xa ra, nó là một danh từ nam tính ha. Nhưng mà chữ xa ra này được chia theo chủ cách số nhiều, tức là bạch tham ma bà hú quá chá ná quỳ pháp tí. Chữ xa ra biến thành xa ra. Xa ra là những mũi tên ha. Những mũi tên. Cho nên cái chữ khít ta xa ra là mũi tên bắn ra. Rồi ở giữa nó có chữ gia thà. Gia thà nó là một trạng từ quan hệ giống như là.
Dạ tha là giống như là những mũi tên bắn ra ha. Nhưng mà cái trạng từ này nó đứng ở giữa à, cho nên chúng ta thấy rằng Thitta Sara là những mũi tên bắn ra, nhưng mà Dạ tha giống như là à, giống như là những mũi tên bắn ra. Nhưng mà sao? Nó đi với chữ rắc tiên ở phía trước. Vậy thì cái câu này rắc tiên khít ta giác tha xa ra, rắc tiên khít ta giác tha xa ra, giống như là những mũi tên được bắn ra vào ban đêm à, giống như là những mũi tên bắn ra từ ban đêm. Ban đêm trời tối thui à, bắn như mũi tên đó à, tức là những người mới tập bắn nha, bởi vì tôi thôi thấy đường đâu bắn cho nó hết số tên đó theo cái luật định, hoặc là bắn cho người biết rằng à, số tên để được sử dụng như vậy đó, chứ đâu có ai biết được cái mục đích đâu à, đâu biết được cái mục tiêu mình bắn đúng hay là bắn sai à. Cho nên bắn tên vào ban đêm là có vấn đề. Những người nào à, mà coi như là bắn tên mà chính xác á, thì phải bắn ban ngày, mà bắn ban đêm là chắc chắn là không an toàn. Vậy thì ý nghĩa của câu Phật ngôn này nói cái gì mà bắn tên vào ban đêm à, dù ở nơi xa xôi, những người tốt vẫn tỏa sáng tựa như ngọn núi Himalap Sơn ha. Những người xấu dù ở tại nơi đây vẫn không được nhìn thấy, giống như những mũi tên được bắn ra vào ban đêm. Kỳ vậy, dù ở nơi xa xôi, những người tốt vẫn tỏa sáng tựa như ngọn núi Himalap Sơn. Những người xấu dù ở tại nơi đây vẫn không được nhìn thấy, giống như là những mũi tên được bắn ra vào ban đêm. À, câu Phật ngôn này giống như cái câu này. Người ta nói bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn, à, lâm sơn hữu khách tầm à, à, cái người mà nó người mà nó nghèo á, ở nơi đông đúc phồn hoa, nhưng mà không ai chú ý tới, bần cư náo thị vô nhân vẫn không ai hỏi han tới. Còn mấy người giàu ở túc trên núi á, phú tại lâm sơn hữu khách tầm à, tức là những người mà họ giàu ở túc trên núi nhưng mà vẫn nườm nượp người tới, nó là chào hỏi viếng thăm, nhìn bà con họ à, cái kiểu này giống như à, vai mang túi bạc kè kè, nó qua nó quẩy, nó nghe ầm ầm ha à, cái câu Phật ngôn này thấy cũng thiết thực ha. Rồi học đi, rồi xíu nữa hỏi, chưa học mà rồi cái thắc mắc rồi hỏi liền không được nha, học rồi mới hỏi. À, như vậy thì câu Phật ngôn 304 này, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: cao cao núi tuyết hi ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Cao cao núi tuyết hi ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tính nết ai thèm biết cho. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức với thể thơ ngũ ngôn: người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên đen bằng đêm đen. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên bằng đêm đen. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trường âm đẳng âm ha. Rồi nên cậu này chào mừng quan khách, ghi gì chào sớm nha. Rồi học đóng cửa lại.
Alo ông chồng. Santo Baka Senti Hima Wanto Wapap Bato Dure Santo Baka Senti Hima Wanto Wapap Bato Dure Santo Baka Senti Hima Wapap. Alo, quý vị nghe rõ không? Rồi, quý vị nghe rõ, xà thủ. Rồi, tính từ giữa lên trên, xin mời ship quan. Quan hỷ phân tích trường âm, đoạn âm, câu 1, câu 2. Alo, ship quan ơi, nghe rõ không? À, ship thảo nghe rõ nè. Rồi, xà thủ. Dạ, môn Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài. Dạ, xin cô Nhật Quỳnh cho con thấy bài đi. Dạ, sau đây con xin đọc. Đu rê sàn tồ bác khà sàn tí, bác khà sàn tí, hi má hòa. Hi má hoành tồ quá bắp bá tồ. Dạ, con xin phân tích hả? Đu là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, san là đoạn âm, tô là trường âm thường, bác là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sen là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, hí là đoạn âm, má là đoạn âm, hoa là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là qua là đoạn âm, bắt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, cho con xin bài tiếp à. Dạ, cho con xin câu số 2 ạ. Dạ, thưa đạo tràng có nghe con không ạ? Dạ, cho con xin đọc câu số 2. Hí má quanh tô qua bắp bắp tô. Dạ, vậy cho con xin số 3. Dạ, mô Phật. Con xin sám hối vì đọc tới câu số 2 thôi phải không sư? Dạ. Dạ, vậy con xin xuống mít ạ. Dạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sếp anh nghe rõ không? Câu 1, câu 2. Du re san to bác ca sen ti hi ma quan to qua bắp ba to. Sa thú si quan. Trong hai câu này không nói lên trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Đó là một sự thành công ha. Nhưng mà hơi lúng túng. Nhưng mà si quan như vậy là được cái giải thưởng gọi là can đảm, mà được giải thưởng can đảm.
Bây giờ Sĩ Quan lắng nghe hai người nữa, cũng là câu 2, câu 3, để coi người ta phân tích có giống mình hay không. Khi mà người ta phân tích giống mình, đó là phe ta ha. Mà người ta phân tích mà không giống mình á, cũng phải ráng mà coi để thấy người ta sai chỗ nào ha. Rồi bây giờ mời Sĩ Hà. Alo, Sĩ Hà có trước máy không? Câu 1, câu 2, Sĩ Hà ơi. Rồi, bây giờ Sĩ Quan chú ý ha, lắng nghe ha. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Dure Santo Ba Ca Senti Hima Wanto Wabok Bato. Trong câu 1, Du là trường âm thông thường, Ve là trường âm thông thường, San là trường âm nhấn, To là trường âm thông thường, Bá là đoạn âm, Ca là trường âm thông thường, Sen là trường âm nhấn và Tí là đoạn âm. Trong câu 1, con thấy có 3 trường âm thông thường là Du, Re, To và Ca. Con xin sám hối là 4 trường âm thông thường là Du, Re, To và Ca. Trường âm nhấn thì có 2, San và Sen. Trường âm đoạn âm thì có 2 là Bá và Tí. Trong đây thì không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số là Hí Má Hoành Tô Quá Bốc Bá Tô. Hí là đoạn âm, Hí Má là đoạn âm, Quanh là trường âm nhấn, Tô là trường âm thông thường, Quá là đoạn âm, Bá là trường âm nhấn, Bốc là trường âm nhấn, Bá là đoạn âm và Tô là trường âm thông thường. Thì trong câu 2 có 4 đoạn âm: Hí, Má, Quá, Bá, và có 2 trường âm nhấn là Quanh và Bốc. Trường âm thông thường thì có Tô và Tô, đó là 2. Thì trong câu số 2 cũng không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con có sai xin ngài sửa. Dạ, con xin trao mic lại. Alo, Sĩ Quan nghe rõ không? Cho biết tín hiệu. Alo, alo, Sĩ Quan. Thấy người ta phân tích hay quá kìa mà không có ý kiến hả? Alo, Sĩ Quan có nghe rõ không? Nghe. Nhưng mà về Sĩ Hà sai chỗ nào? Bây giờ mời Sĩ Quan cho biết Sĩ Hà sai chỗ nào. Rồi, mời bàn tay Sĩ Quan nói lên chỗ sai của Sĩ Hà. Được không? Sĩ Anh có thấy Sĩ Hà sai chỗ nào không? Chỉ có chỗ sai đó. Alo, alo, Sĩ Quan ơi. Rồi, thầy đưa tay. Dạ, Mô Phật. Theo con thấy thì có một chỗ đó là chữ Bắc là trường âm nhấn, mà chị Hà nói là trường âm đoạn âm. Không biết có đúng không? Alo, Sĩ Quan nói Sĩ Hà chữ Bắc này là trường âm nhấn mà nó là đoạn âm. Sao kỳ vậy? Làm cho Sức Kim nó chàng ui. Thôi bây giờ thêm người nữa ha. Rồi Sức Anh chú ý nghe. Sức Anh chú ý thêm một người nữa để có một sự nhận định mình sai hay là người ta đúng. Xin mời chiếc lá mùa xuân. Chẳng có xanh tươi. Nó này cũng có vẻ mùa xuân một chút chứ.
Rồi bây giờ mời chiếc lá mùa xuân câu 1, câu 2. Rồi, xin quan theo dõi ha. Dạ con kính lãnh lễ sư chí đức và con kính chào đặc sản. Con xin đọc câu câu 1, câu 2 như sau. Dure santo Pakasanti. Himawanto wapato. Du là trường âm thông thường, re là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, sen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu 2, hi ma quan, hi ma là đoạn hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Du re san to bát ca san ti hima wan to wa pa pa to. Con đã xin đọc lại lần nữa. Du re san to bát ca san ti hima wan to wa pa pa to. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, 1 2 3 1 2 3, chúng ta nghe xin chiếc lá mùa xuân ha, lên phân tích là thấy có mùa xuân liền ha. Bởi chính mùa xuân đó cho nên mới ra hoa nhiều như vậy ha. Rồi bây giờ xin mời Siết Hà Owen, Siết Siết Oanh nhận định về Siết chiếc lá mùa xuân, chỗ nào đúng chỗ nào sai nè. Rồi mời Siết Siết Oanh. Dạ mô Phật, con thấy thầy Châu phân tích là phân tích trường âm đoạn âm rồi đó, đúng con dọn thấy đúng hết. Dạ alo 1 2 3 1 2 3. Ba người phân tích ở đây nói lên cái tinh thần học thầy không thầy học bạn ha. Quý vị tại vì trao đổi lẫn nhau nhận định đúng và sai, chúng tôi chỉ làm trọng tài mà thôi. Thì với trọng tài này quý vị hoan hỷ chấp nhận Siết Hà là người đúng, bởi vì Siết Hà nghe là tại vì phân tích rõ ràng chính xác hơn. Còn chiếc lá mùa xuân trường âm nhấn là thêm vô sắc làm cái gì, chỉ xanh là được rồi, xanh làm gì, chỉ sen được rồi, đọc là sến, chữ quanh đọc là quánh luôn. Cho nên ở đây phân tích thì đúng, trường âm là nó đúng như vậy, nhưng mà thêm dấu sắc vô đó là chiếc lá mùa xuân. Còn Siết Hà phải không phải ở Siết Oanh nhé, xin lỗi. Siết Oanh á thì coi như hơi thiếu tự tin một chút, hơi thiếu tự tin bởi vì nó khổ cái ông bà nói mình cứ bắt chước hoài, vạn sự khởi đầu nan, cái khó khăn là cái người đầu tiên, cho nên Siết Oanh á là cao giả can đảm là thấy xứng đáng. Bởi vì mời là lên lên chính cho bạn sự khởi đầu nan đó, cho nên không tập trung. Trong khi mà chiếc lá mùa xuân và chiếc thà
thì Xích Hà là người chuẩn hơn Xích Chiếc Lá Mùa Xuân, bởi vì mùa xuân này cây lá xung xuê cho nên thêm dấu sắc trong trường âm nhấn nè. Chữ tâm đọc là tấm, chữ sen đọc là xến, chữ quanh đọc là quánh. À, đó. Rồi. Như vậy thì Xích Quanh nắm vững chưa? Đu là trường âm thông thường, re là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, sen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Rồi, xong câu 1 ha. Thí ma là hai đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bóc là trường âm nhấn, bát là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 2 á, chúng ta thấy hai tô phải không? Đó là hai trường âm thông thường. À, rồi trường âm nhấn của câu 2 cũng là hai luồng chữ quanh và chữ bóc. Rồi như vậy thì thấy đâu có khó, à, đâu có khó. Rồi chúng ta tiếp tục câu 3, câu 4 ha. À, chiếc chân lăng ngồi xuống khiếu nại ha, đưa tay khiếu nại phải không? Khiếu nại thì cứ nói. Dạ, à, con không có khiếu nại con chị. Cái tay lên da lộn. Dạ, con xin xuống mất. À, chúng tôi thấy bàn tay đưa lên mừng lắm. À, có người coi như làm cho đạo tràng của chúng ta được sinh động này, một cái room mà coi như là improve. À, đây là một cái phòng chat bằng giọng nói nhưng mà không thấy ai đưa tay, thấy đưa tay là mừng lắm. À, sẵn sàng nhường mic cô liền nhưng mà đưa lộn khổ thiệt. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4. À, câu 3, câu 4, trường âm, đoạn âm như thế nào đây? À, câu 3, câu 4. Asantethanadisantirattinkittayathasara 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 tình thích tài giác hà xa ràm. À, cái câu 3, câu 4 bây giờ cũng phải tìm ba người chứ. Ba người đó, người đầu tiên chính là Xích Tâm Phương. Alo, Xích Tâm Phương có trước mai không? Alo, Xích Tâm Phương. Rồi, thì tầm thường nó siêu lên trẻ hay hơn, chứ còn bây giờ lên phân tích thì thấy mất thời gian ha. Rồi thì tầm thường như vậy là bận ha, không lên được ha. Bây giờ mời chị Thanh Hoàng. Alo chị Thanh Hoàng ơi, có trước máy không? Alo chị Thanh Hoàng. Ồ, thấy bàn tay rồi, xà thủ, xà thủ. Dạ, thưa sư, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con xin đọc câu 3, câu 4 ạ. Asantethanadisanti ratinkhita yathasara Asantethanadisanti ratinkhita yathasara. Dạ con xin phân tích ạ. Á là đoạn âm ạ. Santet là trường âm nhấn ạ. Thá là đoạn âm ạ. Ná là đoạn âm ạ. Dis là trường âm nhấn. San là trường âm nhấn ạ. Tí là đoạn âm ạ. Rating Rát là trường âm nhấn ạ, tinh là trường âm giọng nguyên âm ạ. Khi ta khí khí là trường âm nhấn ạ, ta là đoạn âm ạ. Ya là đoạn âm ạ.
Ya là đoạn âm, tha là trường âm ạ, sa là đoạn âm ạ, ra là trường âm ạ. Con xin phân tích, con xin gom lại là câu thứ ba là có hai đoạn, bốn đoạn âm ạ, là á, thá, ná và tí ạ. Có bốn trường âm nhấn là san, tết, đít, san. Nó không có trường âm thông thường ạ. Câu số 4 là có một hai trường âm nhấn ạ, là rát và khít ạ. Còn có một trường âm giọng nguyên âm là tinh ạ. Và có hai trường âm thông thường là tha và ra. Có hai đoạn âm là ta và sa. Dạ con xin hết, con xin xuống mic ạ. Alo, sư Thanh Hoàng. À, hãy chú ý nghe lại câu 4, bởi vì câu 4 thấy không được tự tin ha. Câu 4 không được tự tin. À, Sika Su Khá ở gần gần nhắc dùng cho sư Thanh Hoàng ha. Rồi, mời sư Su Khá nhất là làm sáng tỏ câu 4 để cho sư Thanh Hoàng nắm vững vấn đề. Alo, mời sư Su Khá, câu 3, câu 4, phân tích làm sao đây? Alo. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh. Đã con kính tri ân sư. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đã con kính hành lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô Tu Lữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin phân tích đoạn số 3 và số 4 ạ. Asante thala di santi jat tình khít ta ra thà xa già. Dạ, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, lá là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Dạ, câu này chỉ có một loại trường âm là trường âm nhấn ạ. Là có san, tét, dis, san. Còn đâu là bốn đoạn âm á, thá, ná, tí. Dạ câu 4 ạ. Giáp là trường âm nhấn ạ. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Khít là trường âm nhấn ạ. Ta là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm ạ. Tha là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Dạ, câu này có đủ 3 loại trường âm. Giáp, khít là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta, tha, ra là 3 trường âm thông thường, giá, xá là 2 đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bút Tha Giá. Alo, sư Thanh Hoàng, có nghe rõ không? Có nghe rõ sư Su Khá phân tích chưa? Alo, sư Thanh Hoàng, cho biết ý kiến. À, trong khi phân tích vậy, sư Thanh Hoàng nói là không, rồi nghe rõ. Nhưng mà bây giờ có ý kiến hả? Nghe rõ, để đó. Rồi nghe thêm người nữa, rồi có ý kiến luôn ha. Sư Thanh Hoàng cố gắng để coi như nghe thêm một người nữa để coi phe ta hay là phe địch. À, xin mời sư Kim Dung. À, câu 3, câu 4 rồi sư Thanh Hoàng sẽ nhận định ha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Đọc bài, con xin đọc câu số 3 và số 4 ạ. Asang tet thana di san tira tình khít ta ya tha sara. Asang tet thana di
san ti ra tình khi ta gia thà sa ra. Ở câu 3, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ná là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Ở câu 3 có 8 âm thì chỉ có trường âm, một loại trường âm nhấn là san, tét, dis, san có 4. Đoạn âm là á, thá, ná, tí cũng có 4 luôn ạ. Ở câu 4, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm giọng nguyên âm, khít là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Ở câu 4 này cũng có 8 âm. Thì trường âm thông thường là ta, tha, ra có 3. Trường âm nhấn thì có rát, khít có 2. Trường âm giọng nguyên âm thì tinh có 1. Đoạn âm là giá, xá có 2. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Con xin xuống mic. À, sa thù Sika Kim Nhung. Rồi, bây giờ mời sư Thanh Hoàng có ý kiến về sư Su Kha và sư Kim Nhung. À, ai đúng, ai sai, ai phe ta, ai phe địch. Rồi, sư Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con thấy hai bạn phân tích đúng, nhưng con muốn thắc mắc để hỏi sư để cho con rõ, lần sau thì con sẽ phân tích đúng ạ. Con chỉ sai chữ ta ở câu 4 ạ. Thế nhưng mà theo con hiểu chữ ta này là nó có một phụ âm để đọc đúng không ạ? Thì con phân tích là đoạn âm ạ. Nhưng mà hai bạn đều phân tích là trường âm ạ. Thì vậy con không biết là con sai ở chỗ nào ạ. Thì sư chỉ rõ cho con chỗ này để lần sau con xin sư chỉ rõ để lần sau con sẽ biết đường con phân tích cho đúng ạ. Thưa sư có nghe con nói không ạ? Thưa sư phân tích giúp con ạ. Con chưa hiểu. Alo. Có nghe nói không? Trời ơi, đưa tay mà cũng không chịu nhường micro nữa. Thôi ăn chè đi ha. Rồi. Bây giờ chú ý nè. Tại sao mà chữ ta đó mà nó là đoạn âm ha? Cái câu số 4 là câu mà có nhiều cái vấn đề trục trặc trong đó. À, câu số 3 thì an toàn ha. Câu số 3 là thấy chuẩn. Nhưng mà qua câu số 4, rất tin khích tài giác thà sát ra. Thì cái chữ khích ta, chữ khích là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường. À, thì như vậy thắc mắc cái chữ ta này là thắc mắc cái chỗ nào? Chữ ta, chữ tha, chữ ra, đó là những trường âm thông thường của câu số 4. À, rồi chữ khích nè, chữ rắc là hai trường âm nhấn nè. À, chữ tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4 có đầy đủ 3 loại trường âm. À, như vậy thì chữ khích ta thắc mắc ha. Nếu mà lật ngược lại thì thắc mắc được. Còn bây giờ chữ khích là trường âm nhấn, mà chữ ta là trường âm thông thường. À, vậy chúng ta cứ nhìn từng chữ một để phân tích. À, mà khi phân tích được như vậy rồi thì cái giọng đọc của chúng ta, khích và ta là hai trường âm. Rồi thắc mắc nữa thì cứ cầm micro nha.
Nhưng mà khi thấy đưa tay là phải nhường nha, chứ không phải là thấy người ta đưa tay rồi ê sắp hàng ngồi đó chơi không được nha. Rồi lên đi, bàn tay đâu rồi? Mới đưa tay thuộc bác hả, cái bỏ xuống liền hả? À, thắc mắc chỗ nào cứ nói đi. Rồi chiếc lá mùa xuân hả, đỡ đàn hả? Rồi cũng được. Dạ, con chào sư, con chào đạo tràng. Con có cái thắc mắc là tại sao mà khi nào mà mình đọc cái trường âm nhấn á, thì mình có dấu nhấn, còn khi nào mình đọc không có dấu nhấn. Thì theo con quan sát con thấy thì ví dụ như có hai chữ T, hai chữ giống nhau á thì mình có dấu nhấn, còn còn hai chữ khác nhau á thì mình không có dấu nhấn. Con phân tích vậy không biết đúng không, sư sửa dùm con. Alo, xin thành hoàng chào chút ha. Dạ, mở tay chút đi, phải cũng có cái ấn tượng ha. Nha, chào chút. Để trình bày cho chiếc lá mùa xuân cho nó tươi mát một chút. Mà mùa xuân mà sao anh thấy héo hắt quá. Khi thấy cái có cái nick mà về chiếc lá cuối cùng tới, cái là thấy chiếc lá mùa xuân này buồn rồi. À, tại sao? Tại sao mà gọi là trường âm nhấn? Trường âm nhấn là khi một nguyên âm đứng trước hai phụ âm. Một nguyên âm đứng trước hai phụ âm, mà nguyên âm đó là nguyên âm nào? A, A, I, I, U, U, E, O. Tức là tám nguyên âm này. À, tám nguyên âm này mà nó đứng trước hai phụ âm. Hai phụ âm đó có thể là hai phụ âm như ở đây là chữ rắp, tình, khích, ta. Câu số 4 hả? Rắp, tình, khích, ta, đích. À, câu số 3, thêm câu số 3 nữa. Thì cái trường âm ý nè, trường âm a nè, trường âm ý nè, trường âm e nè ha, nó đứng trước hai phụ âm. À, bởi vì tám nguyên âm này mà nó đứng trước hai phụ âm. À, hai phụ âm đó có thể giống nhau mà hai phụ âm đó có thể khác nhau, như là chữ san, chữ n là một phụ âm, chữ t là một phụ âm, thì chữ a đó là một nguyên âm, chữ đầu tiên ha. A san t tha, thì chữ san đó chúng ta phải đọc kéo dài, chữ đít chúng ta kéo dài, chữ khích chúng ta kéo dài, chữ ra chúng ta kéo dài, chữ Tết chúng ta kéo dài. Mà kéo dài như vậy gọi là trường âm. Mà trường âm thì bây giờ thêm cái tên cho dễ nhớ, gọi là trường âm nhấn. Alo, có thấy mùa xuân không? À, hay là phân tích như vậy là thấy, ủa, không hiểu thấy ra mùa đông luôn á. Alo, ồ, được ba cây đèn cầy rồi, vậy là sung sướng. Rồi, ủa cậu thắc mắc nè, người ta đưa tay nãy giờ mở tay rồi kìa. À, mời sư Thanh Hoàng đi. Rồi chiếc lá mùa xuân từ từ. Dạ thưa sư, đến bây giờ chữ ta thì con đã được hiểu ạ, là vì con nghĩ là chỉ có một phụ âm để đọc, nhưng mà bây giờ sư giảng là tám nguyên âm, khi mà nó đứng trước hai phụ âm thì nó được là trường âm nhấn ạ, thì con đã hiểu ạ. Con xin xuống mic ạ, con kính tri ân sư ạ.
Alo, 123, 123. Xin chiếc lá mùa xuân có ý kiến gì không? Có ý kiến thì lên mic đi, chứ tại sao mà đưa tay hoài vậy? À, rồi, xin Thanh Hoàng, như vậy đã hiểu rõ rồi ha. À, xin chiếc lá mùa xuân có ý kiến gì nữa không? Hay là đưa tay làm cản trở lưu thông? Có hả? Rồi, cầm mic đi. Dạ, mới nãy chắc con hỏi chưa có rõ. Con xin hỏi lại cái câu hỏi của con á, là cái trường âm nhấn con thấy có khi á, là đọc không có bỏ dấu, và có khi á, đọc là bỏ dấu. Ví dụ như cái chữ 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 this, chữ kid, rồi chữ rat, nhưng mà có những chữ không có bỏ dấu á, thì giống như chữ sun, chữ one, dạ thì có phải là hai cái chữ nếu mà nó giống, hai cái phụ âm mà nó giống, hai hai cái phụ âm giống nhau thì mình có dấu, còn hai cái phụ âm nó không giống nhau thì mình có dấu không ạ? À, xin sư giải nghĩa mình con. Dạ con xin xuống mic. Alo, ở đây một câu hai câu chúng ta lên phân tích để học hỏi lẫn nhau. Mà học hỏi lẫn nhau cái với ý nghĩa là học thầy không thầy học bạn. Mà người thầy hướng dẫn cho quý vị là ai? Mời Sĩ Nguyên Trang giải thích cái vấn đề này. Alo, Sĩ Nguyên Trang cười kìa. Mời Sĩ Nguyên Trang, tại sao chiếc lá mùa xuân hỏi kỳ cục vậy? Sĩ Nguyên Trang đâu rồi? À, hướng dẫn người ta sao cho nó rõ ràng chứ. À, hướng dẫn gì mà để lên đây còn thắc mắc rắc rối thế này nữa. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính tịnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính tịnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính tịnh lễ Sư Pháp Trang. Kính tịnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết mọi người có ồn không? Con đang đi ngoài đường à. Dạ con hiểu cái ý của chiếc lá mùa xuân thổi. Tại vì khi mà cái chữ cũng như là cái chữ kích ở đây thì nó là để con đọc lại cái dạ cô cho con cái chữ đi cô. Trường âm nhấn. Dạ chữ kia như là cái câu số 4 là Ratin Kitta Yatha Sara. Thì cái chữ mà rat á, mình đọc như là trường âm nhấn, nhưng mà tại vì mọi người nghe đó sư là cũng như chữ rat thì giống như là bỏ dấu sắc vậy. A từ át, rã rát sắc rát vậy, rat vậy đó sư. Thì mọi người cứ là bị confused là cái chữ là bị là nghĩ là cái chữ trường âm nhấn đó mình phải bỏ dấu. Nên mọi người cứ thắc mắc là lúc nào mà trường âm nhấn á, thì mình bỏ dấu và trường âm nhấn mình không bỏ dấu. Thì con có, hồi đó Hà cũng hỏi con cái đó. Thì con nói là tại nhiều khi mình đọc á, cái âm nó nghe như là có dấu. Ví dụ A tờ át đi, thì nó như mình đọc là rát, không? Thì nghe nó như là cái dấu sắc vậy đó. Còn ví dụ như chữ san, san khăn đi, thì cái chữ an thì nó nghe nó không có dấu. Dạ, nên mọi người đó cứ nghĩ, cứ bị confused, bị sao? Bị hiểu lầm là lúc nào là mình nên bỏ dấu và lúc nào là không bỏ dấu. Nên thật ra là mình chỉ là nhầm, ok, đúng rồi, hiểu lầm cái chỗ đó. Dạ, nên là con hiểu khi mà con nghe chiếc lá mùa xuân hỏi câu đó đó thì con hiểu là cái ý của là chiếc lá mùa xuân là như vậy đó sư. Ví dụ mình đọc là ratin, ratin đi, thì nghe chữ rat đó nó giống như là một cái trường âm nhấn mà có dấu sắc. Còn thí dụ như là chữ chữ kitta thì cái chữ kit đó là ít không thì nó giống như là một dấu sắc vậy đó sư, là ý là mọi người là hỏi như chị đó sư. Còn cái câu số 3 trên là this san đó, như chữ san nè, chữ chữ santi, cái câu mà cuối của cái chữ bắt đầu vô câu số 4 á thì là chữ santi, thì chữ san mình nghe như là không có dấu, nên mọi người bị
lộn lộn chút xíu, khúc dễ sư. Dạ dạ con chỉ là thật ra nó không phải là dấu gì hết, nhưng mà khi mà mình đọc á, thì cái âm nó mình nghe như là có dấu, nhưng mà thật sự nó là không phải, chỉ là cái nhấn thôi. Dạ con đã chia sẻ xong cái sự hiểu biết của con ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Alo, như vậy là có tiếng nói của Sĩ Nguyên Trang, mấy vị này mới yên tâm ha. Trường âm nhấn không phải là thêm dấu sắc, không phải là thêm dấu sắc. Khi nãy chúng tôi nghe giọng đọc là san tô, đọc là san tô, sen tí đọc là sen tí, y ma quanh quanh tô đọc là quanh tô. Thì như vậy đó là một sự hiểu lầm ha, đó là một sự hiểu lầm. Sĩ Nguyên Trang giải thích như vậy. Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân, rồi Sĩ Quanh, Sĩ Hà, quý vị nắm rõ ha. Thôi bây giờ chúng ta đọc đó là đi vô thực hành luôn nè ha. Hồi nãy là phần lý thuyết, còn bây giờ là phần thực hành. Hồi nãy là pháp học, bây giờ là pháp hành. Pháp học tức là chúng ta học nè, thắc mắc chúng ta hỏi nè, hỏi rồi chúng ta hiểu nè, hiểu xong chúng ta nhớ nè. Và khi tròn đủ học hỏi hiểu nhớ, bây giờ chúng ta mới thực hành. Du re san to bát ca sen ti hi ma văn to wa bát ba to a san te thana di san ti rap tình khít ta ya tha sa ra. Du re san to bát ca sen ti hi ma văn to wa bát ba to a san te thana di san ti rap tình khít tai yat tha sa ra. Du re san to ba ca sen ti hi ma wan to wa bap ba to a san te tha na di san ti rap tình khích tai yat tha sa ra. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên băng đêm đen. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Đây là phần thực hành ha, không có phải lý thuyết ha. Rồi, mời Sĩ Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe đủ lớn không ạ? Dạ. Con đọc kệ luôn nha sư. Cho xong đằng thì con khỏi đọc kệ lần sau nha sư. Con đọc luôn kinh kệ luôn đi sư, cho xong một bài đi. Rõ ha, cảm ơn. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 304. Con xin đọc ạ. Du re san to pa ca san ti hi ma wang to wa pa pa to a san te tha na di san ti rak tin ki ta ya tha sa ra. Du re san to pa ca san ti hi ma wang to wa pa pa to a san te tha na di san ti rak tin ki ta ya tha sa ra. Để con đọc không có ngừng cái câu số 2, đọc luôn một lèo giống như sư vậy đó, để thở một chút sư. Du re san to pa ca san ti hi ma wan to wa pa pa to a san te tha na di san ti rak tin ki ta ya tha ya sa. Du re san to pa ca san ti hi ma wan to wa pa pa to a san te tha na di san ti rak tin ki ta ya sa sa ra. Con đọc kệ là không có ngừng nói sư hả? Vì giờ sư nói con phải đọc hai câu kinh hay kệ, hai câu đều ngừng một lần ở câu số 2, mỗi câu 2 lần. Vậy con đọc câu số 2 cũng sẽ ngừng câu kệ để sư khỏi cái lầm bầm lầy nhầy nha sư. Du re san to pa ca san ti hi ma quang to wa pa pa to
A sang tên tha na di sang tê rắc tinh kỳ ta giác tha xa ra. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tiết. Người ác giàu ở gần như tên bắn đem đen. Đó là bản dịch của Hoàng thượng Đức Minh Châu. Kha kha kha. Còn thấy Phật Pháp online cho bà cái bông hướng dương. Không biết kỳ này có gầy dài gì không nữa. Không sao. Gầy cũng sống dai thôi mà không gầy cũng sống thôi. Dạ, con xin cảm ơn sư và tất cả quý vị đã cho bông qua. Xin mời quý vị khác lên ạ. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 304 ạ. Dạ, để con kéo xuống. Du re san to ba ca sen tí hi ma wan to wa bắc ba to. A san tet tha na dit san tí rat tình khích. Ta yatha sara dure sento baka senti hima wanto wabab bato asan tetha nadit santi ratin kitta yatha sara dure sento baka senti hima wanto wabab bato Asan tetha nadit santi ratin khitta yatha sara. Dạ con cũng xin phép kệ luôn. Một lát nữa con bận, con không có ở trước máy được. Du re to ba ca senti hi ma wan to wa bap ba to. A san tet tha na dit san ti rat tin khit ta ya tha sa ra. Sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Cao cao núi tuyết hi ma, người lành cũng vậy ở xa liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết, ai thèm biết cho. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con ạ. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Alo, sao thấy Kim Nhung đứng lên mà. Cảm ơn Kim Nhung đã nhường lại mic. Dạ con, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thầy Chí Đức. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 304. Dạ. Đô Rê Sang Tô Bá Ca Sên Tí Hí Má Quần Tô Quá Bát Bá Tô A sành tết tha na đít sành tí rất tình khi tà gia thà ra xa ra đù rề sầm tô ba cà sành sành tí khi ma quần tô qua bát ba tô A sành tết tha na đít sành tí rất tình khi tà giá thà xa ra. Đù rề sầm tô ba cà sền tí khi má quần tô quá bát ba tô a sành tết thà na đích sành tí rất tình khi tà giá thà xa ra. Dạ con đã đọc xong, có gì cũng xin thầy sửa cho con. Mời Kim Nhung ạ.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo, alo, dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, một lần nữa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang, kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong tràng, con xin đọc Kinh Pháp Cú số 304. Du re san to ba ca sen ti ma wan to wa ba ba to a san te tha na di san ti rat ting khit ta ya tha sa ra. Du re san to ba ca sen ti ma wan to wa ba ba to a san te tha na di san ti rat ting khit ta ya tha sa ra. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy ở xa thấy liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. À, thân mời Hà nha, xin chào. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Dạ, con kính đảnh lễ chị Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con xin trả bài. Du re san to ca san ti hi ma wan to wa pa pa to a san te tha na di san ti ra tin kit ta ya tha sa ra. Du re san to pa ca san ti hi ma wan to wa bap ba to a san te tha na di san ti ra tin kit ta ya tha sa ra. Du re san to ba ca san ti hi ma wan to wa bap ba to a san te tha na di san ti ra tin ki Kitta Yatha Sara. Người lành dẫu ở xa sáng tỏa như núi tuyết, người ác ở gần như tên bắn đêm đen. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy ở xa thấy liền, tên bay giữa đêm đen, xấu nết ai thèm biết cho. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin giao mic cho người vị kế tiếp. Cảm ơn cô Nguyên, cô Nhật Quỳnh đăng bài. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con xin kính đánh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con xin kính đánh lễ sư Chi Đức ạ. Con xin đọc bài ạ. Du re san to pa ca san ti hi ma van to va pa pa to a san ti tha nya di san ti rat tum khi tha ya tha sa ra. Du re san to pa ca san ti hi ma van to va pa pa to a sang ti tha nya di sang ti ratim khi ta ya ta sara. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin xuống mít tạm, nếu con có gì sai sư sửa giùm cho con ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thành Ngài, Nam mô Sang Khải. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Dạ, cho con trả bài câu pháp cú 304. Du re san to pa
sorry, con xin sám hối, con xin đọc lại. Du re san to pa ca san ti hi ma wan to wa pa pa to a san te tha na di san ti pra thin chit ta ya tha sa ra. Du re san to pa ca san ti hi ma wan to wa pa pa to a san te tha na di san ti pra thin chit ta ya tha sa ra. Dure santo paka senti himawanto wapapato asantetha nadit santi vathin kitta yatha sara. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như lú tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền mũi tên bay giữa đêm đen, bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. Dạ con có sai, xin sửa sửa. Nam Mô Thầy ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Như Quang, cô tu nữ Tỳ Duyên, Kim Nhung, Quân Chánh Tâm, Thành Hoàng cho nhục mình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư thiện diễn trong đầu tràng. Nhục mình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục mình kính lễ cô tu nữ Tỳ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ không biết cô Tuệ Duyên đã trả bài chưa? Nếu cô Tuệ Duyên chưa trả bài thì cho Nhục Quỳnh một tín hiệu, Nhục Quỳnh nhận mít hay là để Nhục Quỳnh trả bài trước nha. Dạ tại bữa nay ở bên Nhục Quỳnh mưa bão nhiều quá, đứt điện đứt nết gì tùm lum ta la. Dạ vậy thôi cô trả bài trước đi ha, mời cô. Dạ, sa thú sư Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 304. Dạ, cảm ơn. Du re san to bác ca sen ti hi mát quan to vác pháp Pato asante thana dicchan tika tình kitta yatha sara dure santo bhaka senti hima quanto vappato asante thana dicchan tika tình kitta yatha sara dure santo bhaka senti hima quanto vappato asan asante thana dicchanti tình kitta yatha sara. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cô chưa đọc câu của Thượng Tọa Giới Đức mà sao xuống mít rồi. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Như Quang. Dạ, Nhật Quỳnh biết được tính thầy dục. Dạ, Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Dạ, lúc nãy không có Nhật Quỳnh trong đạo tràng, có Như Quang ủng hộ đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú 304. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ, cảm ơn Quỳnh Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Du re san tơ bát ca san ti ha ma quan tơ bát 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 tơ a san ta than ra a san ta than a dit san ti ra tình khít ta cha tha sa ra Du re san tơ bát ca san ti ha quan đọc lại Du re san tơ Bác ca san ti ha ma quan tơ quá bắp bá tơ a san ta than đích san ti ra tình khích ta gia tha sa ra Đô rê san tơ bác ca san ti ha ma quan tơ quá bắp bá tơ a san ta than đích san ti ra tình khích ta gia tha sa ra Dạ, cho con đọc thêm một lần nữa. Con không thấy trong, không có thân thông một chút nào hết. Đô rê san tơ bát ca san ti ha ma quan tơ bát 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 tơ a san ta tha na đích san ti ra tình khích ta cha tha sa ra Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết Người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu Cao cao núi tuyết Hi Ma Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết, ai thèm biết cho. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính, đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và còn vị nào chưa trả bài, kính mời bàn tay ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 304. Đức Rê Santo Akha Santi Hít Hí Ma Quan Tô Quá Bát Bát Tô Á San Thế Thà Ná Đít Santi Rá Thình khít tà giá thà xá ra. Đúc rê sàn tô bác khà sàn tí. Hít má hí má hoàng tô. Hoặc quá bắp bát tô. Á sàn thế thà ná đít sàn tí. Rá thình tích thà giá thà xá ra. Đú rê sàn tô bát khà sàn tí hít má quan tô hít má quan tô quá bát bát tô á sàn thết thá ná tí ná đít sàn tí rá tình khít tà giá thà xá rà người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết người ác Dầu ở gần như tên bắn đêm đen của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Cao cao núi tuyết Hi Ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền. Mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết, ai thèm biết cho của Hòa Thượng Giới Đức dịch ạ. Dạ con xin xuống mít, dạ con xin sư sửa giùm con ạ. Dạ con xin trả bài con xin đảnh lễ con xin nói con xin đảnh lễ sư Chí Đức sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng con xin trả bài câu Phật ngôn 304 Du re san to bát ca san ti hi ma quan to wa pa pa to a san ta Thanadis sang tiratin kita yatha sara. Du re santo bakka santi.
Du re san to bắc ca san ti hi ma wan to wa bắc bắc to a san ta tha na di san ti ra tình khi ta tha xa ra. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Du re san to bác ca san ti hi ma quan to wa bác bác to a san tét ta na di san ti rắc tình khi ta giác thà xa ra. Cao cao núi tuyết Hy Mã, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền, mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? À, sa thu, sa thu. À, qua 10 giọng đọc, à, thì quý vị trao đổi lẫn nhau, ha, học hỏi lẫn nhau. Và nhất là nắm vững trường âm và đoạn âm. À, hôm nay có một sự hiểu lầm về trường âm nhấn. Nhưng mà rồi quý vị cứ hòa nhập đi, cứ tiếp tục đi, rồi một thời gian chúng ta tự chỉnh sửa lấy ha. Khi mà chúng ta đọc mà ăn rơ với nhau thì cảm thấy hoan hỷ, còn nếu mà đọc hơi chói chói nhau á thì thấy nó hơi kỳ kỳ, hơi kỳ kỳ. Thì từ từ cứ quy luật của trường âm thì nó có ba loại: trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi mà chúng ta đọc tới cái từ này, biết nó là trường âm nhấn, biết nó là trường âm thông thường, biết nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chúng ta cảm thấy tự tin hơn về cái giọng đọc của mình. Và hôm nay quý vị đã thể hiện như vậy ha. Rồi bây giờ chúng tôi xin ôn lại. Rồi quý vị có một sự nhận định về giọng đọc của chính mình, đem ra so sánh, và chúng ta sẽ đi vào duyên sự. Du re san to bát ca sen ti hi ma quan to wa bắp ba to a san te tha na di san ti rát tình khít ta ya tha sa ra. Du re san to bát ca sen ti hi ma quan to wa bắp ba to a san te tha na di san ti rát tình khít ta ya tha sa ra. Du re san to ba ca sen ti hi ma quan to wa bắp ba to a san te tha na di san ti gan tinh khít ta ya tha sa ra. Du re san to ba ca sen ti hi ma quan to wa bam ba to a san te tha na di san ti gan tinh khít ta ya tha sa ra. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Để còn thời gian chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn
304 được Đức Phật trình bày khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến ái nữ của ông Cấp Cô Độc Anna Tháp Vinh Địa Cá. Ái nữ đó có tên là Chula Supadha. Ở trong thành Bắc Út Gá có một triệu phú cũng mang tên là Út Gá. Triệu phú này là bạn của trưởng giả Anna Tháp Vinh Địa Cá Cấp Cô Độc. Lúc còn trẻ, đôi bạn chân tình cùng học chung một thầy, rồi ước hẹn cùng nhau khi mà hai ta thành gia thất sẽ kết làm thông gia với nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người nay đã trở thành những vị trưởng giả nổi tiếng. Một hôm, trưởng giả Út Gá chở 500 cỗ xe hàng đến thành Sawatthi để bán. Trưởng giả Anna Tháp Vinh Địa Cá gọi người con gái mình là Chula Supadha đến bảo rằng: "Này con, đây là trưởng giả Út Gá, sẽ là thân phụ của con. Vậy thì con phải hết lòng kính cẩn." Nàng vâng lời cha, tự thân nấu những thực phẩm hợp khẩu vị. Và từ ngày trưởng giả Út Gá đến đây, cô luôn luôn phục vụ một cách chu đáo, làm cho trưởng giả Út Gá rất là hài lòng. Trưởng giả Út Gá thấy nàng Chula Supadha công dung ngôn hạnh và có tâm tịnh tín. Nhân một ngày đẹp trời đang ngồi trò chuyện vui vẻ, thì trưởng giả Cấp Cô Độc Anna Tháp Vinh Địa Cá nhớ lại cái lời hẹn ước lúc thiếu thời mới tỏ lời tác hợp đương duyên cho nàng Chula Supadha với con trai của mình. Nhưng mà trưởng giả Út Gá là người tà kiến theo ngoại đạo, cho nên trưởng giả Anna Tháp Vinh Địa Cá trình bày việc này đến Đức Phật. Bậc đạo sư nhận thấy duyên lành của Út Gá, cho nên Ngài thuận ý. Anna Tháp Vinh Địa Cá hợp ý kiến của vợ, rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Út Gá, rồi định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất là long trọng, như là trưởng giả Thanh Lăng Chà Giá gả nàng Visakha vậy. Trưởng giả Anna Tháp Vinh Địa Cá cũng giáo giới con bằng 10 cái lời dạy, giống như trưởng giả Thanh Lăng Chà Giá dạy bà Visakha. Rồi ông cho mời 8 vị bô lão của gia tộc đến gửi gắm rằng: "Nếu một con gái của tôi có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình chỉ giáo cho." Cái ngày lễ thành hôn cho con gái, trưởng giả cũng cung thỉnh Đức Phật cùng với Chư Tăng đến để cúng dường trai tăng trọng thể. Lễ vu quy của nàng Chula Supadha được linh đình rực rỡ là do cái phước nghiệp quá khứ của nàng khi mà xe hoa về đến kinh thành Út Gá. Bên nhà trai tiếp đón một cách rất là nồng hậu. Còn nàng Chula Supadha cũng vinh hạnh hãnh diện với mọi người, giống như nàng Visakha. Nàng đã chứng tỏ mình là một tiểu thơ trăm anh thế phiệt, khiến cho mọi người trong thành vui mừng sự vinh hạnh của nàng. Hôm đó, bên gia đình chồng cũng tổ chức lễ an lành. Nhà phụ nàng bảo nàng phải ra đánh lễ cái nhóm mà tu theo đạo lõa thể. Cô nàng hố thẹn khi thấy ngoại đạo trần trụi, không có văn lời ra đánh lễ. Nhà phụ của cô ta có nhắc mãi, nhưng mà cô là một mực khước từ, làm cho ông ta nổi giận: "Hãy đuổi con nhỏ này đi." Nàng thấy mình chẳng có lỗi lầm gì, chỉ vì lý do đó mà thôi, cho nên mời 8 vị bô lão đến bày tỏ mọi sự. Các vị bô lão đã minh giải nàng vô tội. Cuối cùng, trưởng giả Út Gá đành thuận ý.
ông bà triệu phú nói chuyện với nhau rằng cái cô dâu này không đảnh lễ các sa môn của chúng ta, vì nghĩ rằng những người này không có ngại ngùng. À, bà triệu phú thắc mắc, à, chẳng hay các vị sa môn của con gái của ta như thế nào mà nó dám tán dương nhiều như vậy, mà nó coi thường các vị sa môn của chúng ta. Bà hỏi cô con dâu, các vị sa môn của con ra sao, phẩm hạnh trang nghiêm như thế nào, nghe con thường tán dương là đạo mạo, khiến cho lòng mẹ nôn nao. Con hãy thuật lại cho mau, muốn cho mẹ chồng mình phát tâm tín ngưỡng. Nàng đã tán thán công hạnh của Đức Phật, của các vị thánh thinh văn đệ tử như sau: bậc thanh tịnh vắng lặng, oai nghi và tề chỉnh, nhãn căn phòng hộ, nói hợp thời. Bậc sa môn của con như vậy, thân khẩu ý thanh tịnh. Bậc sa môn của con như vậy, tinh khiết như ngọc trai, bên trong và bên ngoài, tinh thông các giáo điển. Bậc sa môn của con như vậy, thế gian vui lợi danh thịnh, buồn khổ lợi danh suy, không vui lợi danh thịnh, buồn không buồn lợi sanh suy. Bậc sa môn của con như vậy, thế gian vui được khen, buồn phiền bị chỉ trích, các ngài tâm bình thản, không ưu buồn khen chê, thế gian thích thú trong an lạc, buồn phiền khi khổ đau, các ngài không vui buồn lạc khổ, không rung động rung chuyển. Bậc sa môn của con như vậy. Khi mà nghe như vậy thì người mẹ chồng muốn được diện kiến chư tăng nên bảo nàng tìm cách để mà gặp. Thì nàng dâu này chuẩn bị sẵn vật thực cúng dường, đứng tại biệt thự hướng về tịnh xã Kỳ Viên Chê Tâu Quả Na đảnh lễ Đức Thế Tôn, gửi luồng tư tưởng thỉnh cầu Đức Phật và tăng chúng sáng mai thọ thực tại nhà của mình. Và do cái năng lực này, xin bậc đạo sư hiểu được tâm của con. Rồi nặng liền tám cái cành hoa lên không trung. Những cành hoa ấy rơi xuống trước mặt bậc đạo sư trong khi ngài đang thuyết pháp cho tư chúng. Và lúc đó, trưởng giả Anna Tháp Vinh Địa Cát vừa nghe pháp xong, cung thỉnh Đức Phật đến nhà ngày mai để trai tăng cúng dường. Nhưng mà Đức Phật trả lời rằng, này gia chủ, sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước rồi. À, ông các cô độc ngạc nhiên vì ông đã gả con gái của ông đi cách xa ở đây là 120 do tuần. À, khi ông bạch hỏi thì Đức Phật dạy rằng, này gia chủ, người tốt được nhận thấy từ xa. Và ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 304. À, để kéo cuộc ngọn xuống ha. Chắc là mất tiêu rồi. Wow. Để đâu rồi? Câu Phật ngôn 304. Alo, quý vị còn nghe không? Hay là mất tiêu rồi đó? Rồi, màn hình có vấn đề. À, kỳ cục thế nè. Alo, quý vị còn nghe rõ không? Này, nó cũng tới tuổi rồi, chắc cũng sắp đi đoàn tụ rồi. À, bây giờ đọc lại câu Phật ngôn 304 hàm. Đu rê san tô bác ca sen tí hi ma văn tô quá bóc ba tô á san tê tha na đi san tí rắc tình khích ta giá thà xa ra. Người lành dù ở đây ở đâu sáng tỏ như núi tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn đêm đen. À, khi mà câu Phật ngôn này thuyết ra như vậy về ý nghĩa của câu Phật ngôn, à, tức là người thiện họ sẽ nối bật từ đằng xa giống như cái núi Hy Mã Lập Sơn,
nó lộ rõ ra trước mặt của mọi người. Còn cái người bất thiện, hạ liệt, tội lỗi, dù ở kế cận cũng không ai trông thấy. Giống như cái mũi tên nó bay trong đêm tối. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, thì rất nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Vương. Đức Thiên Vương Đế Thích Sắc Cá biết rằng Bậc Đạo Sư đã nhận lời thỉnh của nàng Chu Lá Xuất Phát Đà, cho nên truyền lệnh cho Thiên Tử Kiến Tạo, tức là Quách Sa Quận Hát, tạo ra 500 cái ngôi biệt thất để ngày mai Đức Phật và tăng chúng đến thành Quốc Giá An Ngữ. Sau khi Thiên Tử đã làm xong phần sự, đến trước chùa Kỳ Viên, Đức Phật cùng với 500 vị thánh tăng ngự đến thành Quốc Giá. Triệu Phú trưởng giả Quốc Giá thấy Đức Phật từ xa đến với tướng hảo quang minh, ông khởi tâm kính mộ, cúng dường tràng hoa, đảnh lễ và bạch thỉnh cúng dường luôn trọn cả bái ngài. Đức Phật thuyết pháp hợp theo căn cơ của trưởng giả, và khi dứt thời pháp thì trưởng giả Út Gá cùng với 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp mộc. Và để tế độ nàng Suvadda, Đức Phật bảo ngài Anuruddha, ngươi hãy an trú tại đây đây. Và ngài đã trở về kinh thành Sawatthi. Kể từ đó, kinh thành Út Gá đã có một cái tâm ngưỡng mộ kính thành giáo pháp của Bậc Đạo Sư, do ngài Anuruddha ở đó truyền bá giáo pháp. Thì như vậy câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái ý nghĩa. Chúng ta dù ở xa, không kể Đức Phật, nhưng mà tâm của chúng ta hướng về Đức Phật, và Đức Phật cũng đã hiểu và nhận lời một cách thỉnh mời, và quý vị thấy rất là hữu. Tức là dù ở xa, nhưng mà tâm của chúng ta hướng về Đức Phật và thấy những cành hoa lên, những cành hoa ở trên không trung không rớt xuống mà rớt xuống trước mặt Đức Phật khi ngài đang thuyết pháp cách đó 120 do tuần. Vậy thì ở đây nói lên cái ý nghĩa gì? Chetana hằng phi cộng với tâm màu của đàm ấy, với tâm sở tư, với tác ý của chúng ta. Cho nên linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có linh thì có cảm, có linh thì có ứng. Một việc làm dù cách đó rất là xa, nhưng mà hai bên có cái sự gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để hiểu nhau. Cho nên khi mà ông Cấp Cô Độc đến, là người cha của nàng Chula Suvadda, đến thỉnh Đức Phật ngày mai trai tăng, thì Đức Phật nói rằng Như Lai đã nhận lời con gái ông trước rồi. Tức là khi đang thuyết pháp đó đã nhận lời rồi. Những cành hoa kia cúng dường Đức Phật đã nhận lời rồi. Tức là Đức Phật đã chấp nhận những cành hoa đó. Vậy thì chúng ta thấy như sao? Cái tác ý rất là quan trọng. Cho nên một chén nước trong, một lòng thanh tịnh, một lại thành kính, một đỉnh hương nguyện, do sự tính tâm, do cái vấn đề tâm của chúng ta trong sạch, thì bất cứ trong hoàn cảnh nào, linh thì ứng, linh thì cảm. Vậy thì ở đây có phải chăng những thiện sự mà chúng ta tạo được giúp cho chúng ta hoàn thành các cái công tác rất là khó khăn, thay vì phải điện thoại di động điện qua Đức Phật, hồi đó chưa có nghe, phải đi đi voi, đi ngựa, đi thuyền để qua thỉnh Đức Phật, hoặc là chạy bộ giáp mặt với nhau. Nhưng mà 120 giờ tuần làm sao chỉ có tâm lòng thôi. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cái ý nghiệp rất là quan trọng.
ý nghiệp rất là quan trọng. À vậy thì qua câu chuyện này, à còn lại thời gian để cho quý vị có ý kiến. À, xin mời ý kiến của quý vị. Thấy cái câu chuyện này có vẻ thần thoại không? À, câu chuyện này có những cái gì rắc rối không? À, chúng ta thảo luận để học hỏi lẫn nhau. À, alo, ai thắc mắc về câu Phật ngôn 304? À, sự thắc mắc của quý vị sẽ được đưa ra làm một cái đề tài. Và nếu mà chúng tôi bí, chúng tôi không trả lời được, đó là một cái sự thành công. Bởi vì quý vị sẽ đem cái câu hỏi này vào ngày Chủ nhật gặp Ngài Tiểu Tông để cùng học hỏi chung qua câu Phật ngôn 304. Alo, ý kiến quý vị sao? Bài học này hôm nay quý vị đọc rất là hay nè ha. Đọc rất là thông suốt nè. Vậy thì cái thời gian còn lại là thời gian quý vị phải hiểu câu Phật ngôn này. Tại sao mà anh hay đến độ mà đọc không bắt? Cho nên mà quý vị nản, quý vị không có tác ý, quý vị không có chú tâm, thì chắc chắn rằng quý vị không đến với đạo tràng này. Mà quý vị đến với đạo tràng này tức là có duyên với những câu Phật ngôn. Và chúng ta sẽ giải thoát cái tư kiến của mình khi chúng ta hướng tâm về câu Phật ngôn này. Tại sao người lành dù ở xa vẫn sáng tỏ, còn người ác dù ở gần thì giống như đêm đen? À, có phải người ta nói rằng bần cư náo thị vô nhân vắng, phú tại lâm sơn hữu khách tầm? À, hay là vai mang túi bạc kè kè, nó quấy nó quá, nó nghe rầm rầm? À, thì với những cái sự thô thiển, với những cái mà coi như thế gian như vậy và câu Phật ngôn này, thì quý vị nghĩ sao? Người lành và người ác ở gần và ở xa nó có một sự khác biệt. À, cảm ứng tâm, à, đây là một sự cảm ứng tâm hả? Hay nè, chúng ta nghe cô tu nữ Tự Duyên nè trình bày ha. Dạ, sa thú lần hai, dạ con kính tri ân ngài. Vì thật ra cái đường truyền của con nó cũng không có được ổn định. Có cái đạo tràng nhất là Thanh Hoàng, hình như là Thanh Hoàng cái với con là nó bất tương ưng với nhau, cho nên là cái đường nét của con lúc nào Thanh Hoàng cũng không có nghe được. Giờ thấy rõ không ạ? Dạ cảm ơn chị Kim Nhung. Thì cảm ơn Thanh Hoàng, hôm nay chắc có duyên cho nên Thanh Hoàng mới nghe, chứ thường thường là Tự Duyên nói là Thanh Hoàng không nghe. Thì chỉ vài phút thì con cũng xin đỡ mít ở ngày cách trà. Và nãy giờ con cũng nghe ngài nói về duyên sự của Phật là hay, nhưng mà theo con thì câu Phật ngôn chạy qua rồi, Như Quang có thể bót tại dùm Tự Duyên cái gì mà ở gần với ở xa đây. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Thật sự là như vậy. Thì người lành giàu ở xa, cái người này á, ví như là cái người luôn luôn làm những việc thiện, nói lời thiện và luôn luôn hòa nhã và không có cái tâm ác ý với mọi người, và sáng tỏ như núi tuyết. Thì cái này luôn luôn giống như một cái đỉnh núi tuyết mà ở đâu cũng thấy được. Cái đỉnh núi nó, núi tuyết nó rất là cao. Thì ví cái người như cái người này nè, sáng tỏ như núi tuyết,
Đại duyên nhớ trong cái thời Đức Phật có một vị đồ tể, đó là chuyên môn giết bò, giết heo và làm cái những cái việc bất thiện, ở gần với Đức Phật là 45 năm, nhưng cái vị này không biết làm thiện, thì ví cũng như giống cũng như là cái người ở gần, dầu ở gần với Đức Phật nhưng mà cái người này không biết hành theo Đức Phật và không không biết là đạo tràng còn nghe âm thanh của Đại Duyên không. Thật ra còn cũng có vài phút, nhưng mà Đại Duyên cũng cố gắng để mà làm sáng tỏ cái câu pháp cú này. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Hồng Dung đã cho biết thay rõ. Thì trong thời Đức Phật nó có rất là nhiều câu chuyện, thì mỗi cái câu chuyện như vậy thì mới có một cái câu pháp cú kinh như thế này để mà mình học. Gì đây? Thanh Hoàn còn tự nhiên cũng không biết luôn. Thật ra thì khi một người giống như trong thời Đức Phật, một người rất là xa nhưng mà nghe tiếng Gotama là biết là Đức Phật rồi hành theo ngài. Còn cái người ác dầu ở gần họ cũng chẳng có học gì được, thì cũng giống như mà như tên bắn đêm đen, có nghĩa đêm đen không có tối thui à, nó cũng giống như là cái mũi tên mình bắn ra nhưng mình không có thấy mũi tên nó. Thì qua cái câu Phật ngôn này thì theo cái duyên sự thử thì ngài đã nói lên, và tự nhiên thì hiểu thì cái câu này nó là người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Thì con hiểu đó là người lành là nếu mà nói về ví dụ pháp đó là pháp thiện, còn cái người ác là pháp bất thiện. Còn làm sáng tỏ ra nữa thì thật là nó dài lắm, cho nên thời gian thì chỉ còn có vài phút, thì con cũng xin nói là vắn tắt người lành nó là người không có làm những cái việc ác, và ở xa nhưng làm việc rất là tốt và học hỏi những điều hay, nói những điều đáng nói và những điều không đáng nói. Còn cái người ác thì cũng giống như là những cái người mà những cái tên đồ tể ở gần Đức Phật, đó là 40 mấy năm nhưng mà người này vẫn làm việc ác, không có làm gì những cái gì của Đức Phật chỉ dạy, mà rất là tiếc trong thời Đức Phật mà không hiểu, vì cái quá khứ của người này nó không có cái nhân, gọi là không có nhân lành. Nếu mà nói về vi diệu pháp thì cái người này không có cái nhân lành từ quá khứ, cho nên là giàu ở gần Đức Phật đi nữa cái người này cũng không có học gì được hết. Còn người xa ví như là trong thời Đức Phật cho đến bây giờ thì cách nhau nó là 2564 năm, nhưng mà tại sao giờ này chúng ta vẫn còn học những cái câu Phật ngôn như thế? Thì nếu mình học và mình hiểu để mà mình hành theo những câu Phật ngôn như thế này thì dù cho cách nhau mấy ngàn năm đi nữa thì mình vẫn học được những cái điều hay, điều tốt để mà mình hành theo. Và con có vài lời chia sẻ, và con thấy thời gian thì cũng đã hết. Và bây giờ con kính cung thỉnh ngài trở lại với đạo tràng chúng con ạ.
Xà thủ, xà thủ. Cô tôi như tu nữ tự duyên công nhận coi như câu Phật ngôn này có một cái sự nhận định thấy cũng hay chứ ha. Quý vị phải tặng hoa cho thật nhiều chứ. Khi mà phân tích, khi mà chia sẻ hay như vậy mà quý vị coi như không tặng hoa thì làm sao mà cô tụ tự duyên coi như là cảm thấy hoan hỷ ha. Xà thủ ha. Qua câu Phật ngôn này, người lành và người ác, tội lỗi và hạnh phúc, thì đó là những pháp của thế gian. Nhưng mà cái thiện pháp thì luôn luôn được sáng tỏ, được đề cao. Và chính cái thiện pháp mà do những cái thiện nghiệp chúng ta đã làm, do phước vật, phước đức và phước trí, Punya Niparalo Kasmin Patitha Hon Tipa Niệm Năng, chính cái phước này đưa chúng ta trong vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta vẫn sáng tỏ. Nhưng mà đây là một cái bài thơ để kết thúc câu Phật ngôn này ha. Hãy buông đi những gì làm ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương, buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Tức là chúng ta phải sống trong hiện tại, chúng ta phải có một cái sự ghi nhận và biết mình, cái điều này tốt, điều kia xấu. Và trong những giây phút mà hơi thở của chúng ta còn thì chúng ta hãy luôn luôn an trú vào đó. Chuyện tốt, chuyện xấu là của người ta, còn cái chuyện của mình đó là cái điều quan trọng. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan được vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na sau tiểu vố ô đủ sa pa đà. Do lời chân thật này, kinh dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời Sít Nhật Quỳnh, Sít Hồng Nhật nhé. Quan nghĩ kết thúc buổi sinh hoạt của tràng. Alo. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vannami cittiyam sabbam sambuddhane su. Bodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sambuddhane supatitthitam salilikadatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sambuddhane supatitthitam salilikadatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokkavidu anuttaro puri sammasarathi sattade vamasanam buddho bhagavati. Swakato